Thưa quý vị, câu chuyện ô nhiễm sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy không mới nhưng chưa bao giờ cũ, bởi hàng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại thủ đô Hà Nội. Dòng nước tại các sông đều bốc mùi nồng nặc, đen kịt, độ dòng chảy bị thu hẹp, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Mới đây, Hà Nội đặt quyết tâm kỳ vọng sớm hồi sinh các con sông này để tăng khả năng thoát nước vào mùa mưa lũ. Nước sông đen bốc mùi hôi thối, rác thải bủa vây, ô nhiễm trầm trọng. Đây là tình trạng chung của 4 con sông Tô Lịch, Tích, Nhuệ và sông Đáy. Nhiều thời điểm, nước sông ô nhiễm đến mức chỉ đáp ứng được nhu cầu giao thông thủy, chứ không thể tưới tiêu, trồng trọt, càng không thể phục vụ cho sinh hoạt. Chính điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân xung quanh khu vực các con sông chảy qua. Và chúng ta là người dân Hà Nội, bản thân tôi người dân Hà Nội đã hứng chịu nước bẩn, trong nước có giun, có bùn, rồi là mùi hôi thối từ những cái con sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu nó bốc mùi lên, mùi hôi thối, cái khí mê tan nó lên, khí xuyên phua tưới lên, khủng khiếp. Và những đó là cũng là một cái cơ hội để làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể và xâm nhập bệnh tật nó rất dễ dàng khi mà bị các khí xuyên phua vào người. Nước thải ở các đô thị là đến 80% là xả thẳng ra hoặc là cao hơn thế nữa, xả trực tiếp mà không qua xử lý. Thế câu chuyện nó rõ ràng giết cái dòng sông. Giết cái dòng sông nó tạo nên những cái vấn đề rất là nghiêm trọng cho vấn đề môi trường, và đồng thời nó sẽ là một trong những cái nguồn mà nó làm cho vấn đề tài nguyên nước của chúng ta nó bị suy giảm. Sông Tô Lịch từ lâu được biết đến với con sông có mức độ ô nhiễm nặng nề nhất thủ đô, với chiều dài 14,6 km chảy qua 6 quận huyện. Hơn 300 cống xả khiến mỗi ngày dòng sông này nhận hơn 150.000 mét khối nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Sông Nhuệ với chiều dài 74 km, trong đó đoạn thuộc thành phố Hà Nội dài hơn 63 km, nối thông với sông Tô Lịch, cũng đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện trên lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy có khoảng 2.521 nguồn thải, trong đó tỷ lệ nước thải sinh hoạt chiếm phần lớn, hầu hết đều không được xử lý. Thêm nữa, lượng nước thải do phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và nước thải y tế cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường nước của hai con sông này. Dòng sông thứ tư cần hồi sinh là sông Tích, đoạn chảy qua xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai. Tình trạng ô nhiễm tại đây được ghi nhận không quá nặng nề như các con sông trên. Tuy nhiên, khẩu độ ngày càng bị thu hẹp dần. Rất là mong để nhà nước quan tâm để làm, để xử khử cái mùi hôi thối, để cho sức khỏe của mọi người, không những là của bọn chị ở đây mà còn nhiều người đi qua đây, rồi khách hàng cũng liên quan đến tất cả cuộc sống của người dân. Những người ai đi qua đây đều cảm thấy là rất là khổ sở và đi qua khu vực này. Mà những cái lúc mà mùa hè nó bốc lên không thể ngửi được đâu, thì là xong này tất cả các thành phố này nó đưa ra, đâm ra là mùi miếc các thứ rất khó chịu. Đấy, thì cả những hôm mưa, cả lại mưa xong thì nó còn mưa, nếu mà mưa to thì nó nhiều nước nó trôi đi nó còn đỡ. Không mưa thì nó nhiều lên, nó bốc mùi rất là nhiều. Nên là chỉ mong làm sao mà nó trở lại cái ngày 50, 60. Thì nước sông nó sạch. Chúng ta còn trồng rau được ở đây. Đây là cả cái làng Khương Thượng với cả cái làng Khương Hạ với cả bên cống mà bên mọc này, cả con sông này là trồng rau muống, nhưng mà sau này thì không có nữa. Người dân trên địa bàn thủ đô đặt nhiều kỳ vọng vào quyết tâm hồi sinh các dòng sông chết, nhưng qua nhiều thời kỳ lãnh đạo của Hà Nội, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết một cách có hiệu quả. Mới đây tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo cần sớm có giải pháp nạo vét khơi thông, xử lý ô nhiễm nguồn nước, làm sống lại sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy. Bí thư Hà Nội yêu cầu phải quán triệt nguyên tắc không lấp hồ ao hiện có để thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu nhà ở, khu cụm công nghiệp nhằm đảm bảo công tác tưới tiêu, tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố. Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ngành, cơ quan, đơn vị địa phương của thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá, cần sớm có các giải pháp nạo vét, khơi thông, xử lý ô nhiễm nguồn nước, làm sống lại sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy để tăng khả năng lưu thoát nước trong mùa mưa và khi xảy ra lũ lụt.
đặc biệt là tại khu vực các huyện Trường Mỹ, Mỹ Đức. Theo các chuyên gia, để có thể hồi sinh các con sông nội đô Hà Nội, trước tiên cần xác định nguyên nhân gây ô nhiễm từ nguồn thải và số lượng nước thải, từ đó đưa ra các giải pháp khác nhau, khả thi và phù hợp với từng giai đoạn. Về nguồn lực thì mới đảm bảo thành công. Có một điều mà tôi gợi ý là cái khi mà thu gom nước mưa là dễ, và nước dân sinh, nước thải của dân rửa tắm giặt là dễ. Nhưng nếu đụng đến nước công nghiệp, thí dụ như xăng dầu, thì cái đó rất khó. Thì cho nên là cái trong cái việc thu gom này cũng nên quan tâm là nước dân sinh riêng và những cái nước dịch vụ cho công nghiệp cũng phải tách ra, thì cái nước đó sẽ đưa về một chỗ. Chứ còn nước dân sinh và nước mưa là chúng ta có thể, chúng ta lọc có nhiều cách làm. Kè bờ, trồng cây thủy sinh, dùng nước sông Hồng làm sạch nước sông Tô Lịch. Đây đều là những ý tưởng, những dự án rầm rộ nhưng hiệu quả vẫn nằm ở con số 0. Các con sông của Hà Nội vẫn mang trong mình hình ảnh của những dòng sông chết. Toàn thành phố Hà Nội hiện có 8 nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhưng công suất và năng lực xử lý hiện chỉ đáp ứng được hơn 37% yêu cầu. Cái việc thoát nước Hà Nội có lẽ là cần phải thay đổi. Thay vì chúng ta là xử lý nước thải tập trung ở cuối nguồn, thì chúng ta nên phân tán dọc trên cái đường thoát nước của hai bên sông Hồng, sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Chúng ta như thế là an toàn hơn rất nhiều và tiết kiệm hơn rất nhiều, đem lại nhiều lợi ích hơn cái việc mà đưa về những nhà máy xử lý nước thải tốn kém và vô nghĩa như vậy. Hiện nay, Hà Nội vẫn đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, với tổng mức đầu tư hơn 800 triệu đô la Mỹ, hơn 16.000 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ đầu tháng 10 năm 2016. Dự án được triển khai xây dựng với mục tiêu cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của lưu vực sông. Gói một nhà máy chúng tôi bị chậm khoảng độ 7 tháng do vấn đề thiết bị, nhưng mà chủ đầu tư cũng như nhà thầu đã được tích cực, và hiện tại là chúng tôi đang tập trung lắp đặt thiết bị để cho đảm bảo được đến cuối năm nay là chạy vận hành. Đến số 2, số 3 rồi đương tiếp tục là với sông Tô Lịch thì đương tiếp tục làm đấy. Nguyễn Xiển rồi ra đường Hoàng Đạo Thành chúng tôi đương tiếp tục, và trên dọc sông Tô Lịch là rất nhiều những hố ga, hố kích được xây dựng, thì cũng rất là mong bà con nhân dân Hà Nội là hết sức là ủng hộ cho dự án để làm sao là tất nhiên là đi lại đó vướng mắc ảnh hưởng, nhưng mà cố gắng để chúng tôi tạo điều kiện cho đơn vị thi công cũng như là chủ đầu tư là hoàn thành được cái tiến độ đề ra, đáp ứng được những cái yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố. Hà Nội đã từng là thành phố được bao quanh bởi những dòng sông trong sạch, thơ mộng. Hà Nội vẫn loay hoay với những giải pháp để xử lý các dòng sông, nhưng hiệu quả chưa thấy đâu. Và người dân vẫn đang ngày ngày khốn khổ bên những dòng sông chết.